Xin chào các bạn. Bữa nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của trường Đào Duy Từ Thanh Hóa. Chúng ta làm trong 60 phút có 50 câu không các bạn? Rồi chúng ta nhìn vô từ câu 1 tới câu 15 không các bạn? Câu số 1. The conference. Cái gì đó? By non-governmental organizations. Bởi cái tổ chức phi chính phủ ha. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn cái từ nào? Thì chúng ta thấy được ở đây là động từ chính của câu không các bạn? Vậy thì ở đây nó phải là một cái relative clause thôi. Thì chỗ này conference các bạn phải chọn là C nha các bạn. Tại sao đó? Tại vì cái conference là cái hội nghị, nó không thể lên kế hoạch được mà nó phải được lên kế hoạch đó. Thì cái câu này viết đầy đủ chúng ta phải viết rằng là which hay là that không các bạn? Was planned ha. Nhưng mà ở đây là một, thì cái chỗ này nó là một clause nha các bạn ha. Nó có chủ ngữ và động từ ha. Mà ở đây đó thì chúng ta chuyển thành nó là một phrase. Chúng ta bỏ đi, câu này câu bị động mà. Chúng ta bỏ cái này đi. Thì chúng ta để lại cái verb ID, verb 3 thôi. Number 2, Catherine. Cái gì đó, an essay, một cái bài essay, một cái bài luận văn. Khi mà ai đó đang gõ cửa nhà cô ta. Vì chúng ta thấy cái chút từ knock ở đấy là quá khứ ha. Vậy thì bên đây nó cũng phải là quá khứ nha các bạn. Vậy thì đây chúng ta thấy chỉ có cái câu câu A là quá khứ nha các bạn. Các bạn chữ was writing. Cái câu này có nghĩa là Catherine đó, đang viết cái bài đó thì có ai đó gõ cửa ha. Number 3 các bạn. Parents should be gì đó. Thì chúng ta hỏi về loại từ thôi. Ta nhớ be là một cái linking verb nha các bạn. Thì sau đây các bạn phải, sau cái linking verb các bạn phải cần một cái adjective nha. Thì đây chỉ có một cái từ là adjective thôi, là đi hơn các bạn. Đây là adverb rồi. Could be là verb ing ha. Tức là mình nó là cái present participle hả các bạn. Còn could be là verb rồi. Number 4 các bạn. Thì cái câu này chúng ta hỏi về các article thôi. Ta nhớ ha. Women ở đây là số nhiều nha các bạn ha. Women ở đây là số nhiều. Vậy thì ở đây đó là cái ở ảnh ta không dùng được ha các bạn. Chúng ta phải xem có mạo từ hay không thôi ha. Những cái người phụ nữ đó mà thiết lập lên đó, những cái chỗ di trú đó các bạn, nơi trú ẩn đó cho đầu tiên cho những người phụ nữ ở nước Anh. Vậy thì để chúng ta xác định nha các bạn ha. Chúng ta có một cái mệnh đề phía sau này nè. Để bổ nghĩa cho cái này, xác định những người phụ nữ này là ai, bắt buộc cái này phải dùng đờ nha các bạn. Như vậy các bạn chọn A ha. Chúng ta nhìn cái câu số 5 các bạn. My students do the mini test. Sinh viên của tôi đó làm một cái bài test nhỏ hơn các bạn, những cái bài test nhỏ gì đó. Thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng là có từ đen lên các bạn ha. Đen không? Vậy thì so sánh hơn nha. Tức là với ít lỗi hơn là cái bài trước. Vậy thì ở đây chúng ta xem là vậy thì chúng ta phải xem là cẩn thận hơn nữa các bạn. Vậy thì chúng ta thấy là ta phải gọi là more carefully nha. More carefully nha. Cho bởi các bạn xem các bạn, so sánh hơn của cái trạng từ nha các bạn. Câu số 6. Nobody called me yesterday. Thì cái này chúng ta muốn hỏi về cái question task thôi, câu hỏi đuôi thôi. Thì chúng ta nhớ cái từ nobody hay là anybody gì đó, thì cái chỗ này chúng ta phải đổi thành là they nha các bạn, đại từ mà, đổi thành là they. Câu này là câu negative thì bây giờ chúng ta phải làm ngược lại nha, là positive. Và cái thì ở đây là past symbol nha các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng trợ động từ did ha. Did they. Để chúng ta phải chọn A. 7. Luckily, may mắn thay, they successfully, họ thành công cái gì đó. The fire, cái ngọn lửa, và cứu được tất cả những đứa trẻ đó. Vậy thì ở đây hỏi về cái từ vựng của các present verb thôi. Take out là chúng ta remove, chúng ta lấy cái gì đó ra. Put out là dập lửa. Thúc cọp là chúng ta, nếu mà nói về máy bay là cất cánh, còn nói về đồ đạc là chúng ta cởi ra. Put off là chúng ta trì hoãn nha các bạn, tức là delay. Vậy thì các bạn phải chọn B nha các bạn. Put out là dập tắt ha. Number 8. The technological revolutions and economic development of gì đó, the 19th century has a considerable. Rồi cái gì đó, những cái cuộc cách mạng công nghệ và những cái sự phát triển về kinh tế của thế kỷ 19 đó, đã có một cái gì đó to lớn lên trên công nhân, tức là cái người đi làm á. Vậy thì nó hỏi về từ vựng thôi các bạn, cause là nguyên nhân gây ra ha. Vậy thì chúng ta thấy cái từ ở đây đó, con effect là cái ảnh hưởng, consequence là cái hậu quả. Impact là một cái tác động to lớn nha các bạn. Vậy thì đây đó chúng ta phải chọn câu đi là hợp lý nha các bạn ha. Một cái tác động. Cái từ impact là một cái gì đó mà nó tác động để nó làm thay đổi một cái thứ gì đó ha các bạn. Number 9.
The children are highly excited. Tức là rất là hào hứng gì đó. Cái chuyện gì đó. Coming summer holiday, về cái mùa hè đang đến. Cái kỳ nghỉ hè đang đến. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn là about nha các bạn ha. Chúng ta có từ excited about đó, là chúng ta muốn nói đến một cái chuyện gì đó, chúng ta mong ngóng, chúng ta phấn khích và trông mong một cái điều gì đó nó sắp xảy ra ha các bạn. Còn cái từ for đây là vì rồi, thì to đây chúng ta phải dùng với lại là to do something ha. Còn cái từ with ở đây đó là khi mà chúng ta dùng with, excited with có nghĩa là excited with something, nó có nghĩa là chúng ta nói đến một cái kết quả của cái thứ gì đó các bạn. Ví dụ như mình nói như thế này đi. Giờ mình nói như thế này. I'm excited with the difficult game. Tức là mình phấn khích với cái game khó đó, có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là khi mình chơi cái game đó mình thấy nó khó và tự nhiên và cái kết quả là mình cảm thấy phấn khích hơn các bạn, chứ mình không có trông ngóng cái điều đó nó xảy ra. Number 10. There have been surveys, tức là có những cái bản khảo sát trong nhiều quốc gia để mà nghiên cứu cái thái độ của con người hướng về cái robot. Vậy thì ở đây đó, cái chỗ này chúng ta phải xem là nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện đó các bạn. Cái cuộc nghiên cứu nó không thể nào thực hiện được. Thì ở đây đó, chúng ta chỉ có một cái là câu A thôi nha các bạn. Thì nó giống như câu số 1 nãy ta, câu số 1, số 2 nãy ở trên đó. Thì cái chỗ này đó, đáng lý phải viết là, cái chỗ này chúng ta phải viết là which were conducted nha các bạn. Which were conducted. Tại đây là số nhiều mà các bạn phải dùng were ha. Quá khứ hơn các bạn. Nhưng mà ở đây nó là một cái clause các bạn, nó có chủ ngữ và động từ ha. Mình rút ngắn nó lại thành một phrase thôi. Thì câu này là câu passive mà, do vậy chúng ta chỉ bỏ cái relative pronoun và cái động từ to be thôi. Còn nếu là câu active thì các bạn phải dùng verb ing nha các bạn. 11. You have fallen short on class attendance. Cái từ fall short ở đây có nghĩa là mình không đáp ứng được cái tiêu chuẩn nào đó các bạn. Ý nói là mình không có đáp ứng được cái tiêu chuẩn tham dự cái lớp này. Và bạn đó không có nộp được cái bài viết cuối cùng các bạn, cái bài về assignment là cái bài mà người ta giao về nhà chúng ta phải làm. Do gì đó. In this matter. Vậy chúng ta thấy có hai cái từ tiêu cực liền nha các bạn ha. Không đáp ứng được cái tiêu chuẩn trong lớp này, không có nộp đơn, không có nạp được. Thế mình không nộp được cái bài viết ở nhà. Vậy thì chúng ta sẽ nói working on thin ice. Đi trên băng mỏng các bạn, đi trên một cái vỏ trứng mỏng, đi trên một cái không khí mỏng, đi trên một cái bầu trời mỏng, các bạn phải chọn A nha các bạn. Cái working on thin ice có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái in danger đó các bạn ha. Ta nhớ là thin ice mà các bạn ha, băng mỏng mà, thì các bạn nhớ khi mà băng mỏng các bạn về chỉ cần các bạn bạc các bạn rơi xuống nước nước băng là các bạn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng thôi các bạn. Do vậy mới phải chọn A là hợp lý. 12. Lying to gain personal benefits. Tức là chúng ta nói dối các bạn. Nói dối để đạt được cái từ gain là mình đạt được. Mình từ từ mình đạt được nha các bạn. Để đạt được cái lợi ích cá nhân đó. Có thể được xem như là cái gì đó. A crime. A crime là cái tội hình sự nha các bạn. Vậy thì đây chúng ta phải xem từ vựng thôi. Happen là xảy ra. Commit là phạm nha các bạn. Be nha các bạn. Commit a crime là phạm tội nha. Attend là chúng ta tham dự rồi. Support là chúng ta hỗ trợ. Câu 13 các bạn. Before Tom decides, thì chúng ta nhớ cái động từ decide nó quyết định là nếu như chúng ta muốn dùng cái động từ khác đó thì chúng ta phải dùng to do hơn các bạn. Do vậy mà các bạn phải chọn C ha. To do something. Nó quyết định là như vậy nha các bạn. Có nghĩa là các bạn phải học thuộc một số các cái động từ đó mà theo sau quyết định là verb ing ha. Còn lại thì thông thường nó là to verb. 14. The government's major cái gì đó, chính yếu của chính phủ gì đó đã không chỉ các bạn bao gồm là cái việc đạt được về chính trị, kinh tế và pháp luật, nhưng mà cũng thay đổi cái cách mà trong đó con người sống, ăn mặc và mơ ước về tương lai gì đó. Vậy thì chúng ta hỏi về từ vựng thôi các bạn. Status là địa vị ha. Achievement là thành tựu. Power là quyền lực. Civilization là cái nền văn minh. Vậy thì chúng ta thấy là cái achievement là hợp lý nha các bạn. Nó có từ gain này các bạn ha. Đó. Tức là những cái thành tựu chính của chính phủ đó. 15. More tourists will visit this site. Càng nhiều du khách hơn sẽ viếng thăm cái nơi này. Thì chúng ta thấy cái từ ở đây là will nha các bạn. Thì bên đây đó, khi mà các bạn dùng một cái vế bên kia đó mà chỉ mệnh đề thời gian đó, thì bên đây nó phải là simple present đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn dùng cái mệnh đề bên đây, simple present, thông thường là vậy các bạn. Vậy thì các bạn xem ạ.
tức là nhiều du khách hơn sẽ viếng thăm nơi này khi ha, khi cái việc xây dựng của nó đã được hoàn thành. Câu này sai nha các bạn, nó là quá khứ mà. Câu B các bạn, once, ngay khi, cái từ once nó có nghĩa là ngay khi nha các bạn. Ngay khi cái việc xây dựng của nó được hoàn thành, câu này hợp lý nha các bạn, tại nó có từ it nè, và simple present passive. Câu C các bạn, sau khi cái việc xây dựng của nó đã được hoàn thành, cái này là past perfect, chúng ta không có làm được, nó là nói về trong quá khứ mà. Câu B các bạn, cho tới khi cái việc xây dựng của nó được hoàn thành, cái này cũng là vậy nha các bạn, cái này cũng ở trong quá khứ mà, vậy các bạn phải chọn B là hợp lý. Ở câu 16, 17 các bạn, thì ở phần này người ta yêu cầu chúng ta là kiếm một cái câu mà nó kết hợp giữa hai câu tốt nhất mà người ta cho ha. 16, he not offered the new job, anh ta đã không được đề nghị cái công việc đó. He hasn't got a good command of English. Cái này, cái từ command này ở đây nó không phải là mệnh lệnh đâu chứ các bạn, mà nó là cái great knowledge, tức là một cái kiến thức lớn đó các bạn. Tức là anh này không được offer cái công việc mới đó là bởi vì anh này không có cái kiến thức tốt về tiếng Anh. Rồi, chúng ta xem cái câu nào hợp lý nha các bạn. Chúng ta nhớ đây là một cái fact hiện tại nha các bạn, đây là một cái sự thật ở hiện tại nha. He wishes, anh ta ước rằng anh ta đã sẽ được đề nghị công việc đó bởi vì tiếng Anh kệ của anh ta cái này sai nha mọi người. Câu B các bạn, nếu mà anh ta có cái tiếng Anh tốt á thì anh ta sẽ được offer công việc đó. Câu này hợp lý nha các bạn. Tại vì nó là hiện tại. Ta nhớ cái từ has got ở đây nó là bằng từ has nha các bạn. Ở hiện tại nha. Thì chúng ta ước một cái điều gì đó không có thật ở hiện tại thì chúng ta if loại 2 nha các bạn. Thì chúng ta thấy là trong đây là trong mệnh đề if là chúng ta phải dùng past simple nè. Ở trong mệnh đề chính chúng ta dùng would hoặc could là cộng với lại been infinitive nè các bạn. Nguyên mẫu không tu không? Thì câu B này là hợp lý nha. Ta kiểm tra câu C các bạn. As long as, miễn là anh ta đó có cái tiếng Anh tốt thì anh ta sẽ không được offer. Câu này sai về nghĩa hơn các bạn. Câu D các bạn, nếu mà anh ta có cái tiếng Anh tốt đó thì anh ta nhận được cái này là hiện tại nha các bạn. Thì câu này sai nha. Và thì chúng ta chọn B là hợp lý. Chúng ta nhìn cái câu 17 các bạn. Mình turned up at the meeting. Mình nó xuất hiện ở tại cái buổi họp đó. Tôi chú ý rằng I noticed. Tôi nói rằng anh tôi đã gặp cô ta trước đây. À, vì chúng ta thấy rằng là xuất hiện nha các bạn. Rồi mới chú ý chứ. Rồi chúng ta xem cái chỗ này các bạn. Câu A các bạn. Ngay sau khi mà mình xuất hiện tại cái buổi họp, tôi đã chú ý rằng tôi đã gặp qua cái này. Câu này hợp lý nha các bạn. Câu này hợp lý nha. Cái từ only nó đưa ra ngoài nha các bạn. Thì ở đây chúng ta phải đảo ngữ nha các bạn nha. Tức là những cái từ mà có nghĩa phủ định mà chúng ta đưa ra ngoài là chúng ta phải đảo ngữ để nhấn mạnh. Câu B các bạn. No sooner I had cái gì đó ha. Then. Vậy thì cái chỗ này các bạn thấy là khi với từ no sooner với then đó, chúng ta muốn diễn tả là cái hành động ở trên đây nè các bạn, nó phải xảy ra trước cái hành động này. Nhưng mà thực tế là con này nó xuất hiện rồi thằng kia nó mới chú ý hơn các bạn. Thì câu này sai về cái thứ tự ha. Câu C các bạn. Ngay khi tôi chú, tức là mình chú ý tới rồi con này xuất hiện. Vậy thì cái chỗ này nó cũng sai về cái thứ tự hơn các bạn. Cái từ hardly đi với when là chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái chuyện trong đây nó xảy ra trước nha các bạn. Nó xảy ra trước rồi cái này mới xảy ra sau. Câu D các bạn. Chỉ khi mà tôi chú ý rằng Minh đã xuất hiện trước đây, chú ý rằng tôi đã gặp Minh trước đây, cô ta xuất hiện, câu này sai, cũng sai về nghề thứ tự thôi. Và chúng ta phải chọn câu A là hợp lý không? Và chúng ta nhìn cái phần tiếp theo không? Thì ở phần này đó, chúng ta chọn một cái câu gần nghĩa nhất với cái câu người ta cho. 18. Perhaps, có lẽ là cô ta sẽ không có đi ra ngoài ăn tối với gia đình tối nay. Vậy thì chúng ta thấy, chọn cái từ nào mà chúng ta thấy ở đây đó là dùng các cái modal verb hơn các bạn. Vậy thì chúng ta cho cái từ perhaps, chúng ta muốn nói đến một cái chuyện gì đó mà nó có khả năng xảy ra ở tương lai ha, tức là một cái xác suất thôi. Thì chúng ta nhớ là cái câu mà chúng ta muốn nói đến cái tình xác suất ở trong tương lai thì mới có chủ ngữ nè các bạn. Cộng với may nè, cộng với mai và cộng với could nha các bạn, hoặc could cũng được, cộng với been infinitive, tức là nguyên mẫu không tu như các bạn, chúng ta gọi là with zero gì đó. Nhưng mà khi mà các bạn muốn dùng phủ định của cái này đó thì chúng ta chỉ dùng được may và mai thôi nha. May hoặc là mai. Thêm not phải sao? Ha? May not. Không có dùng could nha các bạn. Rồi chúng ta cộng với lại been infinitive, tức là nguyên mẫu không tu. Vậy thì đấy, cái từ must là không dùng được nha các bạn. Cô ta có thể không đến, câu này hợp lý nha các bạn thấy không ạ? Xin lỗi các bạn, câu này hợp lý nha. Câu này hợp lý. Câu C, cô ta phải đến, cái này sai nha các bạn. Cô ta sẽ đến, câu này, xin lỗi các bạn. Câu C sai nha các bạn. Câu C sai, câu D cũng sai nha các bạn. Các bạn phải chọn câu B, cấu trúc nè các bạn. May cộng với not, có lẽ là cô ta không đến. 19 nữa các bạn. Tim last attended
live concert, tức là lần cuối mà team nó tham dự một cái buổi hòa nhạc mà sống các bạn trực tiếp á, với bạn của người ta là cách đây 3 tháng. Thì đối với cái trường hợp này đó, mình đã nói nhiều lần nữa các bạn ha, lần cuối cùng, và thì khi mà các bạn viết lại đó thì chúng ta sẽ dùng là present perfect ha. Thì ta nhớ công thức của present perfect, nó có chủ ngữ nè, cộng với has nè, cộng với lại have nè, nếu một phủ định ta thêm not vào, chúng ta cộng với lại verb any, verb three, tức là past participle. Vậy thì cái câu A này có thấy did done là sai nha các bạn không? Quá khứ mà past simple. Tôi đã không tham dự cái buổi hòa nhạc sống, sai nha các bạn. Câu B nè, team đã không tham dự một cái buổi hòa nhạc sống với bạn anh ta trong 3 tháng, câu này hợp lý nha các bạn. Thấy không ạ? Cấu trúc nè, cấu trúc của present perfect nha các bạn. Câu C là tức là team đã có 3 tháng, câu này sai nha các bạn. Câu D là team nó đã tham dự một cái buổi hòa nhạc sống trong 3 tháng, câu này sai ha. Cho vậy các bạn thấy OB cho đi. He said to them, anh ta nói với họ, who will you see to say goodbye before you leave here? Bạn sẽ gặp ai để nói tạm biệt trước khi mà bạn rời đi ở đây? Rồi cái câu này hỏi với tôi câu tường thuật thôi. Thì tôi nhớ trong câu tường thuật đó, là chúng ta thứ nhất là chúng ta phải đổi thì nhé. Tiếp chúng ta phải đổi thì. Tôi thông thường các bạn phải hạ xuống một thì nhé. Còn will đó thì các bạn phải chuyển thành would nhé. Đại từ đó tùy theo nha các bạn, ta phải đổi. Thì đây từ them đó, ở đây là họ, mà trong đây trong câu trực tiếp là you, phải khi các bạn tường thuật lại thì các bạn phải đổi thành là they luôn nha. Và cái thứ hai nữa đó là cái từ here, nơi trốn, ở đây chúng ta phải đổi nha các bạn. Here là nơi trốn, thì khi các bạn viết lại nó là there nha, ở đó. Rồi bây giờ ở đây chúng ta thấy là câu này câu hỏi thì người ta đưa cho động từ ra trước ha. Nhưng mà khi mà trong câu trả lời các bạn phải đảo ngược lại nha, các bạn phải đưa chủ ngữ ra trước ha. Ta xem câu A các bạn. Anh ta hỏi họ rằng who they would see, các bạn thấy đảo không ạ ha? Đây ra trước nè. Họ sẽ hỏi ai, các bạn will trở thành would nha. Để nói tạm biệt trước khi mà họ rời, các bạn you cũng đổi nha các bạn ha. You người ta đổi ở đây nè các bạn ha. Đổi ở đây. Leave trở thành left nè các bạn, hạ xuống thì ha. Here đổi thành there nè các bạn thấy không? Thì câu này hợp lý nha các bạn. Câu B ha. Anh ta đã hỏi họ là ai would they, các bạn sai nè, sai về cái thứ tự nè các bạn thấy không? Các bạn phải đảo ngược lại mới đúng. Câu C các bạn. Anh ta hỏi họ rằng ai họ sẽ thấy, tức là gặp để nói tạm biệt trước khi mà bạn rời, câu này chưa đủ nha các bạn, chỗ này chưa đủ, cái này đây mới đúng nha. Câu đi các bạn. Anh ta hỏi họ ai bạn, cái này cũng chưa đủ nha các bạn. Và thì chúng ta phải chọn A là hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vô cái bài đọc tiếp theo các bạn. Cái bài đọc đầu tiên ha. Thì đối với phần bài đọc đó, thì chúng ta nên đọc câu hỏi không? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ truy xuất thông tin nha các bạn. Câu 21 các bạn. What is the passage mainly about? Tức là các bạn, cái đoạn này ý chính là về cái gì? Thì bây giờ ta đọc cái đoạn, cái đoạn đầu xem ta có ý không ạ? Have you ever felt that? Bạn có bao giờ cảm thấy rằng là không có đủ giờ trong ngày? Những ngày nay đó, today sẽ là ngày nay đó các bạn. Và chúng ta phải làm công việc của chúng ta nè. Look after, tức là chăm sóc nhà cửa nè. Tiết kiệm năng lượng để mà giúp môi trường. Và tập thể dục để mà giữ sức khỏe đó bạn, healthy. Giống như nhiều người trong chúng ta, Alex Gerson chưa bao giờ có đủ thời gian. Anh ta đã run ở đây, run ở quá khứ từ run, tức là điều hành một cái doanh nghiệp và a home và nhà cửa, và cần phải giảm cân, need to lose weight, và cần phải giảm cân. Vì thế mà anh ta quyết định làm một cái thứ gì đó về cái điều này, về cái điều đó. Anh ta đã phát minh ra một cái cycle washer, là cái washer là cái máy giặt, hay là cái máy giặt đạp xe. The 29 year old, tức là cái người đàn ông 24-29 tuổi này đó, giờ đây đó bắt đầu mỗi ngày với 45 phút đạp xe. Anh ta không chỉ cảm thấy khỏe mạnh hơn, nhưng mà anh ta còn tiết kiệm được cái hóa đơn tiền điện của anh ta, hóa đơn năng lượng các bạn, hóa đơn năng lượng của anh ta, và does the washing too, và làm cái công việc giặt giũ nữa. Vậy thì cái đoạn 1 chúng ta phải xem chỗ nào hợp lý các bạn. Câu A là tầm quan trọng của việc luyện tập thể dục mỗi ngày không đúng, không hợp lý nha các bạn. Nào. Chỗ này chúng ta thấy cái câu A là không hợp lý nha các bạn. Câu B các bạn, các cái cách để mà giặt giũ đúng cách, câu này không hợp lý nha các bạn. Câu C các bạn, đạp xe làm cho bạn khỏe mạnh. Đạp xe làm cho bạn khỏe mạnh không hợp lý nha các bạn. Câu đi các bạn, một cái phát minh thú vị, câu này hợp lý nha các bạn ha. Câu này hợp lý không? Tại vì ông này ông phát minh ra một cái máy giặt mà đạp xe mà các bạn ha, vừa làm cái này vừa làm cái kia ha các bạn. Vậy thì cái câu 21 này chúng ta chọn câu đi là hợp lý không?
Câu hôm 2 các bạn. The word ran in the first paragraph trong cái đoạn 1 nó gần như với từ diện nãy mình đã giải thích cái từ chữ ở phía trên rồi. Ran ở đây là điều hành một cái doanh nghiệp á. Tức là mình vận hành cho nó để cho nó chạy chân chu á. Câu A là move là di chuyển, B là allow là cho phép, manage là quản lý, D là change là thay đổi, vậy thì các bạn chọn C nhé các bạn, manage. Câu 23 các bạn. According to paragraph 1, tức là theo cái đoạn 1 đó, thì Alex Gasson đã đạt được cái gì, achieve nha các bạn, với cái phát minh mà cái máy giặt tạp xe của anh ta. Rồi chúng ta xem nãy chúng ta vừa đọc cho cái đoạn đó các bạn. Rồi câu A là cái hóa đơn tiền điện giảm, cái này hợp lý nha các bạn, anh ta tiết kiệm được cái hóa đơn tiền điện mà, hóa đơn năng lượng mà. Câu B, he pushed on weight, anh ta tăng cân, cái này không hợp lý nha các bạn. Câu C, anh ta giúp vợ anh ta với cái công việc giặt giũ, cái này không thấy có nói các bạn đâu, chỉ nói là cái anh ta đạp xe thôi. Câu D các bạn, anh ta trở nên get involved, nó tức là mình tức là mình liên quan tới cái việc đạp xe đạp nhiều hơn. Câu này không hợp lý các bạn đâu, và do vậy mà các bạn thông ba này các bạn phải chọn là câu A là hợp lý các bạn. Chúng ta nhìn xem câu 24 các bạn. Cái từ ít ở trong cái đoạn số 2 đó là nó muốn ám chỉ tới cái gì? Chúng ta phải xem cái từ ít đây các bạn. Đây các bạn, từ ít thôi. Thì cái từ này từ ít, vậy thì nó thay cho một cái danh từ mà đếm được số ít ở phía trên hoặc cái danh từ không đếm được ở phía trên đâu. Và chúng ta phải đọc cái câu phía trên chúng ta biết được. I tend to get up at around 6:30 now. Tôi đó là có khuynh hướng là thức dậy vào lúc khoảng lúc 6:30 bây giờ. And get straight on, và đi thẳng tới cái việc cái máy giặt tạp xe. I keep it in the garden, tôi giữ nó ở trong cái vườn. Vậy thì cái từ ít ở đây là thay cho cái từ mà cái cycle washer nha các bạn, cái máy giặt tạp xe. Vậy thì cái câu 24 này đó, chúng ta phải chọn là cái gì các bạn? Difference, sự khác biệt, đặc biệt các bạn ha. Ở câu 25 các bạn. Câu 25 các bạn, which of the following is true and not true, tức là cái nào theo sau không đúng trong cái đoạn văn. Câu A các bạn, Alex Gasden gì đó is positive about, tức là rất là tích cực các bạn, có cái là mình rất là tích cực về cái sự thành công của cái máy giặt đạp xe. Vì cái chỗ này có nha các bạn ha, cái câu này là có các bạn, là chúng ta thấy là cái đoạn một khúc cuối cùng là các bạn ha. Anh ta không chỉ cảm thấy khỏe hơn các bạn, nhưng mà còn tiết kiệm được cái năng lượng các bạn, và đu vào lưu washing ha. Và cái đoạn số 2 này cũng nói đến cái chuyện đó nè các bạn, nãy mình nói mình đọc cái đoạn ha. Cái dòng số 3 nè các bạn, I keep it in the garden, tôi giữ nó ở trong cái vườn, vì thế các bạn, it's nice, thật là tuyệt ha các bạn, để đi ra ngoài trong cái không khí trong lành nè các bạn. Afterwards, sau đó tôi cảm thấy là đầy được, có đầy năng lượng, I felt full of energy ha, vân vân nè các bạn. Vậy thì cái câu A này là có nha các bạn, vì chúng ta không chọn đâu, không đúng mà, không chọn. Câu B các bạn, the cycle washer, tức là cái máy giặt đạp xe đó, có thể giúp bạn remain strong and healthy, cái này hợp lý nha, chúng ta vừa đọc ha, giữ khỏe mạnh ha. Thì có nhưng không chọn. Câu C các bạn, nó không có đòi hỏi bất kỳ cái điện nào để mà chạy đạp xe, cái này đúng nha các bạn. Nó không có đòi hỏi điện nha các bạn. Xem khúc nào nói cái đó không các bạn. Nè các bạn ha, cái đoạn số 2 nha các bạn. Các bạn thấy cái dòng số 4 từ dưới đến lên đó các bạn. And it doesn't use any electricity nha, of course. Và đương nhiên là nó sẽ không có dùng bất kỳ cái điện nào. Vậy thì cái câu C này là có, nó không chọn đâu. Câu D các bạn, cái máy của Alex á, thì nó không có hiệu quả trong cái việc mà làm sạch quần áo. Chúng ta xem vợ. Đoạn số 2 nha các bạn. Cái dòng cuối cùng các bạn, with an invention, với một cái phát minh mà làm sạch quần áo của bạn, with clean your clothes, keep you fit, giữ cho bạn khỏe mạnh và làm giảm hóa đơn tiền điện, he may well be right. Vậy thì cái chỗ này các bạn thấy là có các bạn, có làm sạch quần áo mà. Vậy thì ở đây đó là câu đi này là sai nha các bạn, câu đi này là không có trong bài. Vậy thì chỗ này các bạn phải chọn là 25, các bạn chọn đi nha các bạn. Rồi các bạn nhìn vô cái phần tiếp theo ha. Thì ở phần này đó người ta yêu cầu chúng ta kiếm một cái lỗi sai.
Rồi chúng ta nhìn vô câu 26, 28 nha các bạn. Cái này chúng ta kiếm một cái lỗi sai để nó sửa ha. Câu 26 các bạn. My former friend. Former đây là cựu của các bạn, tức là cái người bạn cũ. Together with his wife, cùng với bạn, cùng với vợ của anh ta. Pays a visit to my family, tức là viếng thăm gia đình tôi last Sunday. Vì chúng ta thấy cái từ last Sunday đây là một cái chuyện xảy ra trong quá khứ nha các bạn. Chúng ta biết thời điểm nha. Ví dụ như chủ nhật vừa rồi chúng ta biết là nó kết thúc lúc 0 giờ ngày chủ nhật vừa rồi rồi, nó không còn liên quan tới hiện tại. Vậy thì đây đó, cái chỗ này các bạn phải chọn, cái này là sai nha các bạn. Thì pay đây là sai nha. Cho vậy các bạn phải chọn là C nha. Cái chỗ này các bạn phải thành là paid, passible nha các bạn. 37. The native teachers, những cái giáo viên bản xứ đó đã sử dụng the advanced English vocabulary, tức là cái từ vựng tiếng Anh mà nó cao cấp. In his presentation, trong cái bài thuyết trình của anh ta, thì chỗ này nó đọc lấy từ his là sai nha. Ở đây là số nhiều mà, thì cái chỗ này các bạn chọn C nha. Cái này phải sửa là there nha các bạn. Chọn A. All complaints, tất cả các cái phàn nàn á, about the detective goods, good đây là số nhiều, đếm được đúng rồi nha các bạn. Hàng hóa nha, cái lỗi hàng hóa mà có lỗi đó, sẽ nên được giải quyết, be deal with. Cái này hợp lý nha các bạn, cái này là quá khứ của cái động từ deal nha các bạn đó. Quá khứ của nó, một cục ba của nó các bạn, thì hợp lý rồi, câu này đúng rồi nha. Within the time manner, cái chỗ này các bạn phải, cái này là sai nha các bạn, cái chỗ này các bạn chọn đi nha. Cái chỗ này nó phải là in a timely nha. A timely manner. A timely manner, đây là một cái cách nói formal, nó bằng với lại cái từ là as soon as possible đó các bạn. Các bạn nói là as soon, as soon as possible. Các bạn, càng sớm càng tốt thì các bạn. Ý nói là cái từ in a timely manner, nó có nghĩa là mình có thể chúng ta giải quyết mà không có tránh lãng phí thời gian đó các bạn. Tức là chúng ta có thời gian hoặc chúng ta làm được ta làm ngay. Rồi chúng ta nhìn vô cái phần tiếp theo. Câu 29 tới câu 33. Câu 29 các bạn. They may find it difficult. Họ có thể nhận thấy rằng nó khó để cái gì đó, friendship, tình bạn với những đứa trẻ trong gia đình. Rồi ta xem force là, force là mình bắt buộc, ép buộc ai không. Shape là mình hình thành, shape là hình thành nó một cái hình dạng nha. Form là hình thành, nó là bằng cái từ create nha các bạn. Land là chúng ta là đáp hay là hạ cánh gì đó, thì các bạn phải chọn C nha các bạn. Đây là động từ nha. Form đây là hình thành, hình thành nên một cái tình bạn. Câu 30 các bạn. An extra difficulty, tức là thêm một cái khó khăn nữa. Maybe, có lẽ là the different expectation, tức là cái sự mong đợi, những cái sự mong đợi khác nhau. Rồi người ta hỏi về corrective pronoun cho các bạn. The host parent mà hả các bạn. Vậy thì ở đây nó là vật mà, expectation là vật mà. Như vậy mà các bạn phải chọn B nha các bạn. Who ở đây nói về sở hữu nha, của. Whom là nói về người, when nói về nơi trốn nè. 31. They may be, họ có lẽ là cái gì đó, for the fact that, đối với cái sự việc rằng là, để nó để ý cái từ for đây nha các bạn, thì ở đây nó có hai cái giới từ đi, hai cái tính từ đi với từ for, là cái từ irresponsible và unprepared. Ta thấy cái từ irresponsible đó là chúng ta là vô trách nhiệm ha. Unprepared là chưa được chuẩn bị cho cái điều đó, tức là mình không có sẵn sàng, chưa sẵn sàng cho cái điều đó. Impolite là polite là lịch sự, impolite là thô lỗ, bất lịch sự. Illegal là bất hợp pháp. Vậy thì đây chúng ta chỉ có cái từ for này đi với là be hoặc là đi thôi. Thì bây giờ xem cái nghĩa thôi các bạn. They may be có thể gì đó cho cái sự việc rằng là họ được mong đợi là giúp cái công việc nhà hoặc là về nhà sớm hơn vào buổi tối. Vậy thì ở đây đó chúng ta chọn là cái từ irresponsible là vô trách nhiệm, là không hợp lý nha các bạn. Tức là phải chọn cô đi ha. Tức là chưa có sẵn sàng cho cái sự việc là được mong là giúp công việc nhà. Thầy Chu các bạn. They may not have. Họ có lẽ là không có cái gì đó. As, dependence, as. Chúng mình thấy cấu trúc của các bạn. As. Independence là cái sự độc lập. Như là, so sánh bằng nha các bạn. Như là họ đã từng có. Như là họ đã, như là họ đã quen với các bạn. Quen. Mình sẽ đổi be used to là quen nha. Vậy thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng là independence ở đây nó là một cái từ mà không đếm được nha các bạn ha. Nó là một cái danh từ trừu tượng mà. Vậy thì nó chỉ có một cái không đếm được dùng là từ much nha các bạn ha.
Many cộng với danh từ đánh được nha các bạn. A few cũng cộng với danh từ đếm được. Từ x cũng cộng với danh từ, từ x ở đây nè các bạn. Chúng ta cũng muốn cộng, cũng cộng cho danh từ đếm được nha các bạn. Nhưng mà nó ở số x nha. Chúng ta nhìn cho câu 30, 33 các bạn. À, có dấu phẩy ở đây ha. Thì từ nào cũng dùng được với dấu phẩy, các bạn ta xem mình nghĩa thôi. However là tuy nhiên, therefore là vì thế, otherwise tức là ngược lại. Ngược lại ở đây có nghĩa là thường chúng ta nó muốn nói đến một cái chuyện gì đó mà nếu mà mình không có làm theo cái đề nghị ở phía trên đó, thì nó sẽ có cái hậu quả gì đó, nó có một kết quả gì đó xấu, ví dụ như vậy thì dùng otherwise. For example là ví dụ. Thì chúng ta phải đọc cái câu phía trên và câu phía dưới, chúng ta xem hai cái nghĩa như thế nào quá. They may sometime, tức là có lẽ đó, thỉnh thoảng là họ bị ngạc nhiên đó, bởi các cái hành vi của những đứa trẻ trong gia đình. Những cái đứa đó mà mặc dù đó là bình thường đó, là thân thiện và cởi mở, welcome, hay chào đón các bạn, thì có lẽ là thỉnh thoảng là dường như là có một chút gì đó là không có trưởng thành. Rồi cái câu phía sau người ta nói là language exchange students, tức là những cái sinh viên mà trao đổi ngôn ngữ đó, thì nhìn chung đó là tận hưởng bản thân họ và thường là hình thành nên cái mối quan hệ lâu dài. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là một ở bên kia là một cái, một cái nghĩa là không tốt các bạn ha. Little immature, tức là không trưởng thành nha các bạn. Và bên đây là có một cái enjoy nha các bạn, và hình thành nên một cái mối quan hệ tình bạn lâu dài. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó chỉ có là cái từ for example là không hợp lý nha các bạn. Otherwise thì không hợp lý nha các bạn. Vậy thì chúng ta chọn là từ however, therefore là vì thế. Tuy nhiên nha các bạn, nó đến một cái sự trái ngược của hai vế. Rồi chúng ta nhìn vô cái bài đọc thứ hai các bạn. Thì đối với phần bài đọc thì chúng ta cứ đọc câu hỏi thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ trích xuất thông tin từ cái bài. Câu 34 các bạn. Which best serves, tức là cái nào theo sau đó là phục vụ như là tốt nhất cho cái tiêu, như là cái tiêu đề của cái đoạn văn. Vậy thì đối với dạng câu hỏi này đó thì mình khuyên là các bạn, chúng ta bỏ qua đi, sau đó chúng ta quay trở lại. Câu 35 các bạn. According to the path to paragraph 1, tức là theo cái đoạn 1 đó, thì Brian Perez đó thì là bị sốc, các bạn có sốc, bị sốc khi mà nhận thấy cái điều gì. Ta xem cái đoạn số 1 các bạn. Đây các bạn ha. Los Angeles dancer, cái người vũ công Los Angeles đó, Brian Perez đó, đang ăn tối với bạn của anh ta vào một buổi tối ha. Khi mà đột nhiên đó, mọi người đều trở nên yên lặng. To hit horror ha. Đối với cái sự horror là kinh hoàng đó các bạn không? Hoảng sợ của anh ta. Kinh dị đó, horror phim đó, có phim kinh dị đó. Anh ta thấy rằng là cái lý do cho cái điều này đó chính là đó, người ta đang kiểm tra cái điện thoại của họ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái chỗ này là cái lý do là gì các bạn? People are willing to remove, sẵn sàng mà loại bỏ tất cả các cái thiết bị của họ. Câu B là cái giá cho cái thức ăn thì quá mắc. Câu C là mọi người đang clue để dính chặt nha các bạn, dính chặt vào cái điện thoại của họ. Và thì cái chỗ này đó, chúng ta thấy là cái câu này chúng ta phải chọn là C nha các bạn ha. Câu 36 các bạn. The word highlights, cái từ highlight trong paragraph 2 nó cần nghĩa với từ gì? Vậy thì bây giờ chúng ta phải xem cái từ đó. Đây các bạn. The necessity for action like this, cái sự cần thiết để mà hành động đó cho cái điều này. Highlight đây mình làm nổi bật ha các bạn. Các bạn có cái bút highlight đấy các bạn, các bạn gạch nó lên cái nó ra màu, nó làm nổi bật cái gì đó lên. Nó làm nổi bật lên cái vấn đề chính trong cái xã hội ngày nay của chúng ta, trong cái xã hội ngày nay. Vậy thì cái từ highlight nó xem cái chỗ nào các bạn. Câu A tức là tackle, tức là mình deal with cái gì đó, giải quyết cái gì đó. Expect là mong đợi ha. Rồi bold là chúng ta đề nghị á, cái kiến nghị. Emphasize là chúng ta nhấn mạnh ha. Vậy thì cái chỗ này chúng ta phải chọn câu D là hợp lý nha các bạn. Emphasize. Câu 37 các bạn. The word it trong cái đoạn số 2 nha, nó muốn ám chỉ tới cái gì? Ta phải xem cái từ đó khúc nào các bạn. Đây các bạn. Ta nhớ cái từ ít rồi nó thay cho cái danh từ đếm được số ít ở phía trên các bạn, hoặc là cái danh từ không đếm được các bạn phải đọc. The fact that, cái sự thật rằng là cái điện thoại đó là nó không thể được nghe. It's on silent, tức là nó trên, nó đang ở trong cái chỗ yên lặng. No tức là và cũng không được thấy nha các bạn. The flashing lights, những cái ánh sáng chớp của nó đó thì được giấu bên trong một cái hộp.
Means có nghĩa rằng là they are no longer tempted, tức là họ không còn bị cám dỗ để mà sử dụng nó nữa. Vậy thì cái từ ít ở đây là sử dụng nó, ở đây là sử dụng cái phone nha các bạn ha. The phone đây số ít mà. Vậy thì ở đây đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái câu 37 này đó, thì chúng ta sẽ phải chọn là fact, phone, line, box, các bạn chọn B nha các bạn. 38, the word rustic, cái từ rustic trong đoạn số 3 đó, nó được thay thế tốt nhất cho cái gì? Chúng ta phải xem rustic. Đây các bạn, a less drastic solution, tức là một cái giải pháp mà nó ít cái gì đó hơn. Đó chính là cấm các cái thiết bị điện tử ở một số cái thời điểm nhất định của ngày. Vậy thì chúng ta thấy cái từ drastic là chọn cái từ nào các bạn? Ta xem. Simple là đơn giản, effective một cái giải pháp kém đơn giản hơn. Effective là hiệu quả, một cái giải pháp kém hiệu quả hơn. Câu này, hai cái này không hợp lý hơn các bạn. Important là quan trọng, một cái giải pháp kém quan trọng hơn. Và cái câu đi là severe là nghiêm trọng hơn các bạn, tức là một cái giải pháp mà nó ít nghiêm trọng hơn. Và thì các bạn, cái này các bạn chỉ câu đi là hợp lý hơn các bạn. Drastic ở đây có nghĩa là severe đó ha. Câu 39 nữa các bạn. Which of the following statement is true? Tức là cái bài nào, cái tuyên bố nào theo sau là đúng không? Theo cái bài văn. Thì chúng ta phải xem thôi các bạn. Về câu A, ta phải xem nữa các bạn. Câu A là mọi người đó chọn không có sử dụng điện thoại ở nhà của nhà. So that để hơn các bạn. Để mà có thể nói chuyện với các thành viên khác. Thì mình thấy trong bài nó có đúng không các bạn? Có câu nào nói không? Đây các bạn. Đoạn số 2 ha. Dòng số 3 các bạn. Some people drop their smartphones into a box. Một số người đó là bỏ cái điện thoại của họ vào trong một cái hộp. The moment ở cái khúc ở the moment tức là cái khoảng khắc á, ở cái khoảng khắc mà họ ngay, tức là ngay cái khoảng khắc mà họ về nhà. Which các bạn, cái điều này đó, tức là cái việc mà họ bỏ cái smartphone nó vào trong cái hộp đó, cho họ cái cơ hội để mà tương tác với những cái người mà họ sống cùng. Vậy thì cái chỗ này, cái câu A này là hợp lý nha các bạn. Câu A này là có ha. Các bạn xem câu B các bạn. Meal time, tức là những cái thời điểm mà bữa ăn á, thì là thích hợp nhất cho toàn bộ gia đình sử dụng điện thoại cùng nhau. Câu này nghe có vẻ không hợp lý nha các bạn, mà ta kiếm xem nó nằm khúc đó khúc nào các bạn. Đây các bạn, cái đoạn số 3 này các bạn ha. Các bạn thấy không? Một cái giải pháp mà nó drastic này, mà nó là severe hơn các bạn, một cái giải pháp mà nó ít nghiêm trọng hơn ha, là chúng ta cấm cái thiết bị điện tử tại một số thời điểm trong ngày khi mà toàn bộ gia đình nó có khả năng là ở cùng nhau, ví dụ như là các cái meal time đó ha các bạn, các cái buổi mà thời gian mình ăn đó. This can be hard for everyone, điều này là có thể khó cho mọi người nha các bạn, từ những cái tuổi teen mà nó desperate, là nó khao khát các bạn, nó muốn nhắn tin cho bạn nó, tới những cái người cha mẹ mà không thể tắt điện thoại từ công việc. Vậy thì cái chỗ này là không đúng nha các bạn. Câu 34 này, câu B là không đúng ha. Các bạn kiểm tra câu C các bạn. Teenager đó can find it, tức là những người tuổi teen đó là có thể là nhận thấy rằng là thật dễ dàng để tắt điện thoại so với là cha mẹ. Câu này sai nha các bạn ha. Chỗ này chúng ta nói nè các bạn, cái chỗ này mình vừa đọc các bạn ha. Tức là thật khó cho mọi người tự tin hơn các bạn, cho tới bố mẹ ha, không thể tắt được cái điện thoại. Vậy thì cái câu C này là không đúng nha các bạn ha. Câu đi các bạn. Cái ý tưởng của Brian đó, thì nó không mới in term of, tức là liên quan tới cái việc mà làm cho mọi người rất là ít phụ thuộc hơn vào điện thoại. Ta xem cái ý tưởng của ông, nó nằm trong cái đoạn 1 ta vừa đọc không các bạn ha. Là xem cái ý tưởng của ông là gì các bạn. Cái dòng số 3 nha các bạn. Realizing, anh ta nhận thấy rằng anh ta phải làm một cái điều gì đó để ngưng cái điều này, tức là ngưng cái việc mà người ta đang sử dụng điện thoại trong cái nhà hàng ông đang ngồi đó. Brian made a rather daring suggestion, tức là ông này ông đưa ra một cái lời đề nghị mà khá là thách thức. What if they all nếu giả sử như mà nếu như mà chuyện gì xảy ra, nếu như mà tất cả đó all đó, tất cả mọi người đó đều đặt cái thiết bị của họ thành một cái đống, a pile, là trong một cái thành một chồng các bạn, ở ngay giữa cái bàn cho tới khi mà tất cả đã ăn xong bữa ăn các bạn. If anyone picked up their phone, nếu bất kỳ ai đó mà nhặt cái điện thoại của họ lên thì người đó sẽ phải trả toàn bộ cái hóa đơn. And so, và vì vậy đó, người ta nói rằng là
The game of phone stacking was born. Vì vậy mà cái game mà xếp chồng điện thoại thành đống đó, nó ra đời. Vậy thì cái game này, tức là cái game nó ra đời đó, vậy thì nó là cái mới nha các bạn. Vậy thì ở đây đó, ý tưởng của ông là mới nha các bạn, chứ không phải cũ. Vậy thì câu đi này là không hợp lý. Vậy thì cái chỗ này, câu 39 này đó, là chúng ta phải chọn là câu A ha. Câu 40 các bạn. Which of the following can be inferred from the passage? Tức là cái nào theo sau có thể rút ra được từ đoạn văn. Tức là chúng ta phải hiểu ngầm nha các bạn. Câu A các bạn. Having a conversation, tức là có một cái việc mà có một cái cuộc đối thoại đó vào cái giờ ăn đó, chắc chắn là sẽ làm gia cố sentence các bạn, làm tăng thêm cái mối quan hệ, những cái sự liên kết nha, cái bond, cái sự liên kết giữa các thành viên trong gia đình. Vậy thì cái khúc này có nói không các bạn? Cái đoạn này mình có thấy nè các bạn. Đây nè các bạn. Cái đoạn số 3 các bạn, cái dòng số 3 nè. On a normal day, vào một ngày bình thường. Tuy nhiên vào một ngày bình thường đó, dinner ha. Cái những cái bữa ăn đó mà tức là diễn ra ít hơn 1 giờ đó, và có lợi ích đó, và kết lợi của cái việc mà trao đổi cái ý kiến nha. And anecdotes là những cái mà chuyện mà những cái chuyện vui mà nhỏ nhỏ đó các bạn. Với các thành viên khác trong gia đình đó, là chắc chắn là sẽ make up for the time, tức là nó sẽ đền bù cho cái thời gian mà họ ở cùng nhau. Vậy thì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta ăn các bạn, chúng ta tương tác, chúng ta nói chuyện, kể chuyện vui, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tăng được cái mối liên kết trong gia đình đó các bạn. Chúng ta hiểu ngầm, chúng ta rút ra được trong cái bài văn đó mà. Thì câu A này là có khả năng nha các bạn. Câu B các bạn. Cái việc mà sử dụng các thiết bị mà các cái những cái món đồ công nghệ nhỏ nhỏ các bạn, các thiết bị điện tử đó tại vào cái giờ ngủ đó, thì có khả năng là nó sẽ deprive yourself các bạn, tức là nó làm lấy đi của mình, nó có một cái giấc ngủ tốt hơn các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta phải xem cái khúc nào nói cái đó hơn các bạn. Đoạn số 3 hơn các bạn. Cái dòng số 4 thì dính lên này các bạn. Lie into next machine bursting, tức là nằm cạnh một cái máy mà nó đang bursting, tức là nó cứ bùm bùm lên các bạn. Với những cái thông tin is far from relaxation, tức là nó sẽ làm cho chúng ta là không có được thư giãn các bạn. Far from relaxation, không có được thư giãn. Và cái âm thanh của nó phát ra đó trong suốt ban đêm đó, có thể dễ dàng đánh thức chúng ta hơn các bạn. Vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là cái câu B này đó là hợp lý hơn các bạn ha. Nó hợp lý hơn câu A hơn các bạn. Tại vì câu A nó chỉ nói là chúng ta ngồi nói chuyện tương tác với gia đình thôi, còn không có thấy là chắc chắn, không có thấy cái sự là definitely, là chắc chắn là sẽ làm tăng thêm cái mối liên kết trong gia đình. Nhưng mà trong cái câu B này chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta thức dậy vào ban đêm các bạn. Vậy thì là nó làm cho chúng ta không ngủ ngon đâu. Vậy thì câu B là có khả năng rất là cao. Các bạn kiểm tra câu C các bạn. Mọi người đó hài lòng hơn, pleasant, là cảm thấy thoải mái dễ chịu các bạn. Thoải mái dễ chịu hơn để nói chuyện với nhau khi mà họ sử dụng điện thoại vào buổi tối. Thì cái câu này nó nằm ở trong cái đoạn số 3 luôn nha các bạn ha. Evening này là trong cái dòng số 4 này các bạn. Evening without technology nha các bạn. Tức là buổi tối mà không có công nghệ đó thì thường là rất là tuyệt vời các bạn, yên bình ha. Và much more agreeable hơn các bạn in the end of the day. Và thì cái chỗ này đó là chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà nói chuyện bằng điện thoại sử dụng buổi tối là sai nha các bạn. Câu C là không có nha các bạn. Câu D các bạn. The line between day and time and sleep time, tức là cái việc mà cái dòng thời gian đó mà nó giữa ngày và đêm đó, thì nó trở nên là blur, đây là mờ, không rõ nha các bạn, không rõ, ngày càng gia tăng. Vậy chúng ta xem khúc nào nói cái đó. Được, các bạn thấy cái chỗ này nè các bạn, cái đoạn số 3 các bạn, cái đoạn cuối cùng các bạn, mình sẽ nói đoạn cuối cùng các bạn. Cái dòng số 1, số 2 nè các bạn ha. Taking a break from technology is one thing, but knowing, nhưng mà nó biết được khi nào mà tắt cái điện thoại là một cái vấn đề khác. Thời gian dường như là đứng yên trong cái thế giới ảo các bạn, in the virtual world. And before you know it, và trước khi bạn biết nó, thì bạn nhận thấy rằng nó là 3 giờ sáng rồi. Vậy thì ở đây đó là có nói được là nhiều khi chúng ta không nhận thức được thời gian nha các bạn. Nhưng mà ở đây nó có một cái câu là invisibly, tức là ngày càng gia tăng thì không thấy có nói nha các bạn. Tức là có một cái sự việc rằng là chúng ta không có nhận biết được giữa, khi mà ta ở trong cái thế giới ảo, chúng ta không nhận biết được giữa ngày và đêm nha các bạn. Nhưng mà đó, không có nói được cái việc đó ngày càng gia tăng. Và thì ở đây đó, cái câu 40 này đó, thì chúng ta thấy rằng là cái câu B là chúng ta rút ra được là rõ ràng nhất hơn các bạn. Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu 34 hơn các bạn. Vậy thì cái tiêu đề của cái bài này là gì? Thứ nhất là câu A đó, là cái sự phụ thuộc vào công nghệ.
ha. Time for change, đến lúc đã thay đổi rồi. Câu này hợp lý cho các bạn. Câu B ha. Getting rid of, tức là loại bỏ cái điện thoại của bạn cho tốt hơn hay tệ hơn. Câu này không hợp lý nha các bạn ha. Không hợp lý. Tại nãy giờ chúng ta nói rằng là điều đó đến cái việc mà quá phụ thuộc vào công nghệ ha các bạn. Mà người ta yêu cầu chúng ta là chúng ta phải giảm bớt cái việc sử dụng cái công nghệ đó đi. Câu C các bạn. Shocking news, tin tức gây sốc. Technology đó hình thành nên cái suy nghĩ của chúng ta. Câu này sai nha các bạn. Câu D các bạn là addiction to technology, tức cái sự nghiện đó, đối với công nghệ đó, một cơn bão trong tách trà, thì câu này không hợp lý nha các bạn. Rồi chúng ta thấy câu A ở đây là hợp lý nhất đó. Ở đây chúng ta nói đến một những cái giải pháp nha các bạn, những cái giải pháp làm sao để chúng ta thay đổi, thay đổi cái việc mà chúng ta không có sử dụng quá, tức là không quá phụ thuộc vào cái điện thoại. Chúng ta nhìn vào phần tiếp theo các bạn. Thì phần này chúng ta phải chọn một cái câu mà nó thích hợp với lại một cái đoạn đối thoại nha. Câu 41 các bạn. How fashionable a pair of trainers you have. Ôi bạn có một cái đôi giày thật là mốt. Cái câu này diễn tả một sự ngạc nhiên nữa các bạn. How mà cộng với adjective. Nam nó trả lời làm sao. Do you want to know where I bought them? Bạn có muốn biết là tôi muốn ở đâu không? Không hợp lý các bạn. Thank for your compliment ha. Cảm ơn lời khen của bạn. Câu này hợp lý không các bạn. Câu C. I know it's fashion. Tôi biết là nó là thời trang mà. Câu này không hợp lý không các bạn. Yes of course. Đúng đương nhiên này ha. Câu này cũng sai nha các bạn. Các bạn có bi là hợp lý. Phrase 2 các bạn. It's very generous of you. Tức là cái câu này nói lịch sự của cái câu mà mình nói là you are very, very generous đó. Bạn rất là rộng lượng ha. Khi mà đề nghị trả tiền. Rồi Quân nó nói là sao. I'm glad you like it. Tôi vui là bạn thích nó. Không hợp lý nha các bạn. Thanks a million. Cảm ơn triệu lần. Câu này sai nha các bạn. Câu C các bạn. Đó là cái điều tối thiểu tôi có thể làm. Câu này hợp lý không các bạn? Câu đi. Can you say that again? Bạn có thể nói lại nữa không? Không hợp lý không? Bây giờ các bạn phải chọn C nha. Câu 43, 44 không? Các bạn ta phải chọn một cái âm mà nó khác. Câu 43 các bạn. Thì chúng ta nhớ cái âm TS đó, nó sẽ có hai cách đọc. Một là âm câm nha. Âm câm thì các bạn chỉ thổi hơi bên hai bên thôi. Ví dụ mình đọc thank. Tôi thấy nó không có rung cho thanh quản. Nhưng mà nếu các bạn đọc rung lên nó ra là âm the, the, this nha các bạn. Ví dụ trên câu C thì mình đọc là this, mình thấy rung lên các bạn. Câu A rồi là five, không rung ha. Thought cũng không rung ha. Câu B, câu D là three, cũng là không rung ha các bạn, âm câm. Do vậy mà các bạn chọn là C. Câu 44 các bạn, climate, âm I ha. Rồi, cái câu B là livable ha, âm I các bạn. Câu C là city. Câu đi chúng ta là discussion. Cho vậy mới chọn câu A các bạn. Climate. Rồi chúng ta nhìn cho câu 45, 46. Thì ở phần này chúng ta phải chọn một cái trọng âm trong tiếng Anh. Thì nó trọng âm tiếng Anh nó rơi vào cái âm nào thì chúng ta nó lên giọng không? Chúng ta chuyển thành dấu sắc lên giọng. Còn lại thì chúng ta chuyển thành dấu huyền hoặc dấu nặng. Nhưng mà nó cuối câu thì nó đọc ngang. Câu 45 ta đọc là A chúng ta là purchase. Purchase. Một nha các bạn. Câu B chúng ta là lather. Một nữa nha. Forest âm 1 nha các bạn. Câu đến ta là police. Police đọc ngang, nằm cuối câu mới đọc ngang. Do vậy mới chọn là đi nha các bạn. Câu 46. Organize âm 1 nha các bạn. Câu B các bạn là devastate âm 1 nha các bạn. Câu C ta là sacrifice âm 1 nha. Câu đến ta là deliver âm 2. Do vậy mới chọn là đi nha các bạn. Chúng ta nhìn những câu 47, 48 các bạn. Thì ở phần này người ta yêu cầu chúng ta kiếm cái từ là trái nghĩa nha các bạn. Opposite in meaning. Thì chúng ta thấy câu 47 các bạn. School uniform is compulsory. Compulsory là bắt buộc hả các bạn. Vậy thì cái từ trái nghĩa của nó chúng ta phải xem cái từ nào. Dependent là phụ thuộc. Optional là có nghĩa là lựa chọn. Tức là có nghĩa là chúng ta lấy hoặc không lấy. Obligatory là bắt buộc. Required được yêu cầu. Vậy thì chúng ta phải chọn là B nha. Câu 48 các bạn. We racked our brains, but we couldn't come up with a solution. Cái từ racked our brain có nghĩa là chúng ta mình làm nứt cái não ra, mình racked là nứt cái gì đó ra. Nhưng mà vẫn không thể kiếm ra được cái giải pháp các bạn. Vậy thì ở đây có nghĩa là mình vắt não ra các bạn, vắt não, nhưng mà không kiếm để giải quyết. Vậy thì câu A chúng ta chọn lần sau các bạn. Positively change, tức là một cái sự thay đổi tích cực, không hợp lý không? Câu B là talk very hard, thì cái này nó bằng nghĩa nha các bạn, nó bằng nghĩa với lại talk very hard. Câu C là talk quickly là suy nghĩ nhanh. Câu C là suy nghĩ một cách cẩn thận. Vậy thì các bạn phải chọn câu C nha các bạn ha. Trái nghĩa ha.
Rồi chúng ta nhìn thấy câu 4950 các bạn. Ở phần này chúng ta yêu cầu chúng ta chọn là closed imminent, từ gần nghĩa nha các bạn. Câu 49. Is it found that endangered species? Người ta nhận thấy rằng là những cái loài endangered là đang gặp nguy hiểm á. Chúng ta hay gặp cái từ này các bạn. Vậy chúng ta xem từ nào đồng nghĩa. Câu A là increase là đang tăng nè, reduce là giảm, threaten là bị đe dọa, disappear là bị biến mất. Nó chọn C là hợp lý ha. Câu 50 các bạn. The new college, cái trường đại học mới đó, thì có ý định là cải thiện cái life change, cơ hội sống của trẻ em ở bên trong thành phố. Vậy thì ở đây đó, change là cơ hội. Chúng ta xem là question là câu hỏi, community là cộng đồng, opportunities là cơ hội, production là sự sản xuất. Vậy thì các bạn phải chọn là câu C nha các bạn ha. Từ đồng nghĩa mà. Thì nhìn chung đó, theo mình thấy là cái đề thi thử đó, tốt nghiệp lớp 12 của trường Đào Duy Từ ở Thanh Hóa này đó, thì nó cũng không có quá khó hơn các bạn. Chỉ có cái bài đọc đó thì có một số câu để nó hơi lắt léo. Và mình nghĩ là các bạn nào vững tiếng Anh đó, thì có thể là các bạn sẽ lấy được cái điểm cao của bài này. Thì đó là cái nhận xét của cái đề của mình về cái đề thi này. Các bạn nghĩ sao về cái đề thi này, các bạn có thể để lại bình luận của các bạn bên dưới. Thanks for watching.